Đại bò tư chiến hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2021 chuẩn bị lên xe giao cho các anh khách này ở Đồng Nai chuẩn bị lên xe. Đây 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 đây. Rồi dạ, làm nghe. Làm đi. Anh Linh còn không mấy con hả? Sáu con ạ. Anh Nhã, anh còn không mấy con không? Gần ra chưa? Hả? Gần ra chưa? Bảy chục rồi. Trời ơi, mới 70 triệu hả? Ghê không? Mơ bê nữa. Ê con bê trong đi cho hết của ảnh đi. Thank you.
tùm lại. Lấy cái bao. Ông trai ông yếu quá mà ông kỳ yếu quá. Một mụ ông nó lên phụ sách chi khớp đi. Rồi con thứ bảy. Thành ơi, chưa chưa còn đang lên 10 mấy bò lận. Ừ, chưa cực trời. Rồi rồi rồi, chưa chưa cực trời chút đi.
Anh lại chơi với kia tắt không ta? Sao tiền đó kiếm đâu có ăn lấy được kìa không? Tiền đâu có sẵn thì đang đi luôn á, chứ một con đó cũng không bán được nữa đó. Sẵn chú bắt con đó cho chay, chú bán đồ cổ đó cho chú biết. Sẵn rồi đi luôn á nha, chứ một con đó rồi bán được. Ở đây bán hôm 2 rưỡi nào cũng được nữa. Thả chứ gì, bò nó dẫn lên xe thả. Đó. Con nhỏ cho đứng yên đây nữa, đó đứng góc nè. Con nhỏ đứng góc ngoài nè. Dừng sức. Có đâu hả? Con nhỏ mà chú bắt có chỗ ấy không? Có. Đó đứng ở chỗ thì chiến đó. Chừng nào. Khoan, để bắt con. Thả nó. Con nhỏ thả luôn, thả luôn. Thấy thường đó. Cháu đây rồi. Nó ăn thấy thường ghê luôn á. Ơi. Giò cắn cối luôn chứ bộ. Làm sao? Rồi thôi lên đi. Rồi em đi cũng ghê. Rồi. Bỏ mẹ dưới đất đi, dưới đất đóng rồi nè. Chịu hết nổi, không nổi. Rồi, đặt vô con đó, trọng luôn, không coi. Rồi, giống luôn. Rồi, trung đóng luôn đi. Cứ làm vô. Anh không đem bẩn ra xuống bò hả? Không ra ngoài mình xài giấy. Xài giấy vậy? Dạ, xài giấy xuống bò này đứng như heo mấy kìa. Sẵn đi luôn, cũng không phải luôn á. Cứ bắt đi. Ông nói 20 đưa cho ông đi luôn. Đi, đi. Thả lên cho đi. Rồi, coi ăn uống ăn cứng bò trên chỗ mày sao nuốt được vậy? Giò cắn cối luôn. Rồi. Tiền khó kiếm. Tiền 20 triệu đầu kiếm đó. Có gì
Tỉnh, có cái mô nào để cái nó chơi cái mô bỏ hai cục rơm cái nó xuống. Ừ. Giao nguyên là bò cho anh khách này ở Đồng Nai.